Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả, nên Phật không thấy tâm có lớn, có nhỏ, có đi, có đến, có sanh, có diệt, có trụ, có khác, có nhiễm, có tịnh. Vì sao? Vì tự tánh tâm đều vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, nào có lớn, nào có nhỏ, nào có đi, nào có đến, nào có sanh, nào có diệt, nào có trụ, nào có khác, nào có nhiễm, nào có tịnh. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm rộng lớn. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm vô lượng. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng, chẳng có lượng, chẳng vô lượng, chẳng trụ, chẳng không trụ, chẳng đi, chẳng không đi. Vì sao? Vì tự tánh tâm xa lìa tất cả, nên Phật không thấy tâm có lượng, có vô lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có không đi. Vì sao? Vì tâm tánh vô lượng không chỗ nương tựa, thì làm sao nói có lượng, có vô lượng, có trụ, có không trụ, có đi, có không đi. Tự tánh tâm đây đã không chỗ nương tựa, cũng vô sở hữu, hoàn toàn bất khả đắc, thì làm sao có lượng, sao có vô lượng, sao có trụ, sao có không trụ, sao có đi, sao có không đi. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô lượng. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm vô kiến vô đối. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối, đều không có tướng tâm. Vì sao? Vì tất cả tự tướng của tâm là không. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm vô kiến vô đối. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình có tâm không sắc, chẳng thể thấy được. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy được? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy. Ngũ nhãn năm loại mắt của chư Phật cũng không thể thấy được. Vì sao? Vì tất cả tự tánh của tâm là không. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loài hữu tình kia có tâm không sắc, chẳng thể thấy được. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loại hữu tình có tâm và tâm sở pháp, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật các loại hữu tình kia có tâm và tâm sở pháp, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm và tâm sở pháp của các loài hữu tình kia ra khỏi, chìm đắm, co duỗi đều nương sắc thọ tưởng hành thức phát sanh. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm, tâm sở pháp của các loài hữu tình kia hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi, nghĩa là các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm, tâm sở pháp của các loài hữu tình kia ra khỏi, chìm đắm, co duỗi hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian cũng thường, cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian chẳng thường, chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối.
hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian cũng thường cũng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian chẳng thường chẳng vô thường. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều là giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian hữu biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian cũng hữu biên cũng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp ngã và thế gian chẳng hữu biên chẳng vô biên. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ, chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng, chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành, chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp mạng căn tức thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức, chấp mạng căn khác thân. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương sắc, chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh. Đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối.
Hoặc nương xác chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương xác chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết cũng tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thọ chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương tưởng chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương hành chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết có tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết cũng có tái sanh, cũng không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Hoặc nương thức chấp Như Lai sau khi chết không tái sanh, chẳng phải không tái sanh, đây là chắc thật, ngoài ra đều giả dối. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật tâm và tâm sở của các loài hữu tình kia, hoặc ra khỏi, hoặc chìm đắm, hoặc co, hoặc duỗi. Lại nữa, thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức. Khi ấy cụ thọ thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức? Phật dạy: Thiện hiện tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc và chân như không biến đổi, không phân biệt, không tưởng trạng, không tác dụng, không hỷ luận, không sở đắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức như chân như không biến đổi, không phân biệt, không tưởng trạng, không tác dụng, không hỷ luận, không sở đắc. Thiện hiện như vậy, Như Lai ứng chánh đẳng giác, nương bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết như thật về sắc, cũng biết như thật về thọ tưởng hành thức. Lại nữa, thiện hiện năm uẩn chân như, tức hữu tình chân như, tức ra khỏi chìm đắm co duỗi chân như, ra khỏi chìm đắm co duỗi chân như, tức năm uẩn chân như, năm uẩn chân như, tức 12 xứ chân như, 12 xứ chân như, tức 18 giới chân như, 18 giới chân như, tức tất cả pháp chân như, tất cả pháp chân như, tức 6 pháp ba la mật đa chân như, 6 pháp ba la mật đa chân như, tức 37 pháp phần bồ đề chân như, 37 pháp phần bồ đề chân như, tức 18 không chân như. 18 không chân như, tức 8 giải thoát chân như, 8 giải thoát chân như, tức 8 thắng xứ chân như, 8 thắng xứ chân như, tức 9 định thứ đệ chân như, 9 định thứ đệ chân như, tức 10 lực Như Lai chân như, 10 lực Như Lai chân như, tức 4 điều không sợ chân như, 4 điều không sợ chân như, tức 4 sự hiểu biết thông suốt chân như, 4 sự hiểu biết thông suốt chân như, tức đại từ đại bi đại hỷ đại xả chân như, đại từ đại bi đại hỷ đại xả chân như, tức 18 pháp Phật bất cộng chân như, 18 pháp Phật bất cộng chân như, tức trí nhất thiết chân như, trí nhất thiết chân như, tức trí đạo tướng chân như, trí đạo tướng chân như, tức trí nhất thiết tướng chân như, trí nhất thiết tướng chân như, tức thiện pháp chân như, thiện pháp chân như, tức bất thiện pháp chân như, bất thiện pháp chân như, tức vô ký pháp chân như, vô ký pháp chân như, tức thế gian pháp chân như, thế gian pháp chân như, tức xuất thế gian pháp chân như, xuất thế gian pháp chân như, tức hữu lậu pháp chân như, hữu lậu pháp chân như, tức vô lậu pháp chân như, vô lậu pháp chân như, tức hữu vi pháp chân như,
hữu vi pháp chân như tức vô vi pháp chân như, vô vi pháp chân như tức quá khứ pháp chân như. Quá khứ pháp chân như tức vị lai pháp chân như, vị lai pháp chân như tức hiện tại pháp chân như, hiện tại pháp chân như tức dự lưu quả chân như, dự lưu quả chân như tức nhất lai quả chân như, nhất lai quả chân như tức bất hoàn quả chân như, bất hoàn quả chân như tức a la hán quả chân như, a la hán quả chân như tức độc giác bồ đề chân như, độc giác bồ đề chân như tức tất cả hạnh đại bồ tát chân như, tất cả hạnh đại bồ tát chân như tức chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chân như, chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề chân như tức tất cả như lai ứng chánh đẳng giác chân như, tất cả như lai ứng chánh đẳng giác chân như tức tất cả hữu tình chân như thiện hiện, hoặc tất cả như lai ứng chánh đẳng giác chân như, hoặc tất cả hữu tình chân như, hoặc tất cả pháp chân như, không hai không hai xứ là một chân như, chân như như vậy không khác biệt, nên không hoại không tận, không thể phân biệt. Thiện hiện, tất cả như lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa chứng rốt ráo tất cả pháp chân như mới được vô thượng chánh đẳng bồ đề. Do đó nên nói bát nhã ba la mật đa thường sanh chư Phật là mẹ chư Phật, thường chỉ thật tướng thế gian cho chư Phật. Thiện hiện như vậy, như lai ứng chánh đẳng giác nương bát nhã ba la mật đa sâu xa hiểu biết như thật tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác. Do hiểu như thật tướng chân như nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa chứng đắc tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác rất là sâu xa, khó thấy khó hiểu. Bạch Thế Tôn, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều dùng tất cả pháp chân như tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác để chỉ rõ phân biệt chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề. Bạch Thế Tôn, tất cả pháp chân như sâu xa ai có thể tin hiểu, chỉ có bậc Đại Bồ Tát Bất Thối và A-La-Hán Lậu Tận đầy đủ chánh kiến nghe Phật thuyết pháp chân như sâu xa này mới có thể sách lòng tin hiểu được. Như Lai vì họ nương vào tướng chân như tự chứng để chỉ rõ phân biệt. Phật dạy thiện hiện, đúng vậy như ông đã nói. Vì sao? Thiện hiện, chân như vô tận nên sâu xa chỉ có Như Lai chứng